thấy được. Đem lại đây lại đây. Quá nhiều mà nó nhỏ dữ tầm. Thấy trời. Anh em nói, anh em nói. Thôi với ruộng xin ăn chứ. Ừ. Ruộng không có cái gì đái mình xài chó nào đái mình rửa nước muối ra. Hả? Như là cũng hơi hiếm. Tại em ta xịt thuốc cỏ. Dạ dạ. Ừ. Lên đây có gì đó. Chưa thiếu gì. Ờ nói gì đó. Bây giờ không có đó. Bây giờ cái nông ta cũng xịt thuốc cỏ là nó chết đó. Dạ. Cây này mình bát nè, cũng rồi mà. Bát. Lật bát. Hả sao một bèn chai nhá. Hả? Bèn chai nhá. Hả? Bèn chai nhá. Sao tập bèn cục tật á. Bèn bèn tròn dân đặt tròn bị tròn. Bà chị này sáng sáng qua đây đây các bạn. Mời một món ra nhà ăn mà. Khỏi gì cả. Như quê em nè. Ở đây có má có nè. Rau dịu nè. Cái này cái này là tôi chạy làm cũng ăn nữa. Rau chai. À, sợi bột tía. Rau chai. Nhanh nhất. Cái này kêu rau chai. Nhanh đó, như chạy giặt đi đâu. Chạy giặt ở con kia. Dạ. Nhưng rau tàu đó thì còn số 3 trên đàn. Ừ. Rồi giờ tôi mới đưa vô đây ở nè. Ừ. Năm. Mấy người đã sống theo vật kinh. Ta giặt vũ. Ta làm cái gì ta cũng hay xuống vật kinh ta làm. Này sáng sớm người ta đem quần áo xuống giặt ở dưới vườn kinh. Ở miền Tây là như vậy.
đi lên. Rồi dọc xong rồi. Thank you.
Rồi cái tràn xuống xong rồi kiếm cá.